Xin chào các bạn, mới đây thì ba sản phẩm tầm trung mới của Redmi là Redmi K60, K60 Pro và K60e đã được ra mắt. Trong video này mình sẽ tổng hợp lại tất cả thông tin về ba sản phẩm mới này nhé. Về thiết kế thì Redmi K60 và K60 Pro sẽ gần như giống hệt nhau và đúng so với cả hình ảnh đã bị rò rỉ từ trước. Nói chung theo mình đây vẫn là một thiết kế ổn nha các bạn. Khung viền của máy thì hãng không nói gì, vậy nên khả năng cao vẫn chỉ là nhựa mà thôi. Cái phần cụm cao thì mình thấy khá giống so với cả hãng IQ. Tổng máy sẽ có 3 phiên bản màu sắc là đen, xanh và trắng. Đầu tiên thì Redmi sẽ giới thiệu luôn với chúng ta con chip Snapdragon 8 Gen 2 mới nhất, một con quái vật hiệu năng thời gian gần đây. Con chip này mạnh như nào thì vừa mới đây, bọn mình cũng đã có các video test game trên chiếc Xiaomi 13 và 13 Pro rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Kết hợp với đó, Redmi K60 Pro cũng sẽ dùng chuẩn RAM thế hệ mới nhất LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.0. Máy sẽ có hệ thống tản nhiệt chất lỏng VC với thể tích lên tới là 5000mm², to hơn khoảng 20% so với cả chiếc IQ 11. Và với cấu hình như vậy, Redmi K60 Pro sẽ đạt được 1.350.000 điểm AnTuTu. Redmi thì cũng không ngại ngùng khi mà so sánh hiệu năng của chiếc K60 Pro với cả chiếc IQ 11, thì Redmi K60 Pro sẽ ăn đứt cả về FPS trung bình cũng như sự ổn định. Máy sẽ có hệ thống anten 5G được tối ưu cho việc cầm ngang, tức là khi các bạn chơi game sẽ không bao giờ bị lo mất mạng nha. Cái khả năng bắt sóng Wi-Fi xuyên tường của chiếc Redmi K60 Pro cũng sẽ tăng khoảng 70%. Công nghệ cảm ứng trong chơi game của Redmi được quảng cáo là có độ trễ chỉ 50ms, tăng gấp 10 lần độ chính xác cũng như tránh chạm sai khoảng 20%. Các bạn cùng nhìn lại một lượt cấu hình của chiếc Redmi K60 Pro nha. Về màn hình, K60 Pro cũng sẽ có độ phân giải lên tới 2K. Độ sáng thì nhỉnh hơn đời trước lên tới 1400 nits. Và đây sẽ là màn hình 12 bit màu nha các bạn, có tần số PWM là 1920Hz. Nôm na là các bạn sẽ bị ít bị mỏi mắt hơn so với cả màn bình thường. Màn hình này cũng sẽ hỗ trợ giảm ánh sáng xanh này, và sẽ có 16.000 nấc sáng khác nhau. Và rất là bất ngờ khi mà Redmi dám tự tin khoe ra rằng đây là màn hình do TCL sản xuất nha. Từ xưa tới nay thì TCL không phải là một thương hiệu quá nổi tiếng và thường Redmi sẽ không công bố, nhưng mà với chiếc máy này thì lại khác, có thể thấy là TCL cũng đã phát triển rất là khủng khiếp rồi. Đây sẽ là tất cả thông tin về màn hình của chiếc Redmi K60 Pro. PPI sẽ là 526 nha, kích thước sẽ là 6.67 inch, tất nhiên là chúng ta sẽ có 120Hz rồi. Chuyển sang phần camera, cam chính của Redmi K60 Pro sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX800. Đây là cảm biến có độ phân giải 50MP, thường được dùng trên các máy cao cấp, ví dụ như là chiếc Vivo X70 Pro này. Kích thước cảm biến này sẽ là 1:1.49 inch, và máy sẽ có cho dung học OIS nha. K60 Pro sẽ có một công nghệ là Cyber Focus 2.0, giúp các bạn lấy nét nhanh hơn, cũng như chụp liên tục nhanh hơn so với cả máy bình thường. Đấy là Xiaomi nói thế. Chuyển sang phần pin và sạc, giống với cả đời trước thì K60 Pro sẽ có dung lượng pin là 5000mAh đi kèm với cả sạc 120W. Để mà sạc đầy chiếc K60 Pro các bạn sẽ mất khoảng 19 phút. Và tất nhiên, với chiếc K60 Pro chúng ta sẽ được cài sẵn MIUI 14 nha. Tới đây chúng ta cũng biết thêm là chiếc K60 Pro sẽ có sạc không dây là 30W. Về mức giá thì với phiên bản thấp nhất, dung lượng 8/128GB, K60 Pro sẽ có mức giá là 3.299 nhân dân tệ, tương đương khoảng 11,1 triệu Việt Nam đồng. Theo mình nhớ không nhầm thì cao hơn so với cả K50 Pro khoảng 300.000 nha, khi mà mới ra mắt. Chúng ta sẽ có thêm chiếc K60 Pro phiên bản vô địch, lấy cảm hứng từ xe đua. Với dung lượng 16/512GB thì mức giá sẽ là 4.599 nhân dân tệ, tương đương khoảng 15 triệu rưỡi. Chuyển sang với chiếc Redmi K60, Redmi giới thiệu rất là nhanh nha. Chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tuy không phải chip mới nhất, nhưng đây cũng là một con chip rất mạnh và rất tốt nha, nhiệt độ mát mẻ. Máy cũng sẽ có hệ thống tản nhiệt chất lỏng VC là 5000mm², và kết quả là chấm AnTuTu được khoảng 1.124.000 điểm. Máy thì có tới 4 phiên bản màu sắc nha. Ngoài 3 màu giống với cả K60 Pro, sẽ có thêm một phiên bản giả da. Màn hình của K60 thì cũng giống hệt so với cả K60 Pro. Độ phân giải 2K này, kích thước 6.67 inch, PPI sẽ là 526, 1400 nits, 120Hz, cũng là màn hình 12 bit màu. Pin của K60 thì sẽ trâu hơn, dung lượng là 5500mAh đi kèm với cả sạc 67W, sạc không dây của máy cũng sẽ là 30W nha. Camera của máy thì sẽ có độ phân giải là 64 chấm, hỗ trợ chống rung OIS và kích thước cảm biến sẽ là 1/2 inch nha. Thông số có vẻ hơi cùi nha. Máy sẽ có dung chụp X này, cảm biến vân tay bên trong màn hình nha và loa kép. Máy cũng sẽ được cài sẵn MIUI 14 và mức giá khởi điểm cho phiên bản thấp nhất 8/128 sẽ là 2.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,4 triệu. Với mức giá này khi về Việt Nam, chiếc K60 sẽ rơi vào khoảng 9 triệu thì nó sẽ cạnh tranh với cả chiếc Redmi K50 Ultra, cũng là con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tiếp theo sẽ là chiếc Redmi K60e. Máy sử dụng con chip Dimensity 8200, đây cũng là một con chip 4 nanomet, nhưng mà bộ nhớ trong sẽ chỉ là chuẩn UFS 3.1 và RAM cũng sẽ chỉ là LPDDR5 mà thôi.
Kết quả là với chiếc K60e, chúng ta sẽ có 910.000 điểm AnTuTu. Màn hình của máy cũng sẽ là độ phân giải 2K 526 ppi, độ sáng 1200 nit, kích thước là 6,67 inch, tần số quét 120 Hz. Viên pin của K60e sẽ là 5500 mAh, đi kèm với cả sạc nhanh 67W. Có vẻ như là máy sẽ không có sạc không dây nha. Camera của máy thì sẽ có chống rung quang học OIS, nhưng mà hãng không công bố là bao nhiêu megapixel cũng như dùng cảm biến gì. Thiết kế của máy thì cũng sẽ có 3 màu, gần giống với cả chiếc Redmi K60, nhưng mà phần cụm cam sẽ được thiết kế lại một chút. Đây, các bạn hãy quan sát lại toàn bộ thông số của chiếc Redmi K60e nha. Về mức giá, với phiên bản 8128 sẽ chỉ là 2.199 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,4 triệu. Ok, vừa xong là tất cả thông tin về 3 sản phẩm mới Redmi K60, K60e và K60 Pro. Vậy thì các bạn thấy sao về 3 chiếc máy này? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Sớm thôi thì Mobile City sẽ về hàng và có các video mở hộp trên tay cho các bạn sau. Các bạn có thể tham khảo trước mức giá của 3 sản phẩm này dưới phần mô tả cũng như bình luận ghi nhé. Rồi thì xin chào, bye bye.